Dạ, hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay chỗ em lại có phiên chợ. Hôm nay chợ tuần này là ít người lắm. Hàng cá biển này, mọi hôm đông lắm, hôm nay chẳng thấy đâu gì. Luôn. Anh yêu ơi, em ngắm dao. Ngắm đi. Cả nhà ơi, có một chị khách. Có được ngắm thoải mái không? À, ngắm thoải mái. Không. Ngắm dao, ngắm cả người luôn. Thôi, người không ngắm đâu. Ngắm giáo thôi. Bây giờ chị còn cá không? Vâng. Có một chị khách dặn em mua dao hồ đấy. Dao này rất là sắc đấy. Sắc cực kỳ luôn. Nhà em dùng rồi, em thái thích nên là chị ưng, chị bảo là em mua hồ. Đây là loại dao bé bé này, thái cũng rất là ok. Nhưng mà cái loại to hơn này thì mình có muốn chặt tí xương. Vâng. Chặt tí xương lợn hay là chặt thịt gà các thứ ấy, thì là chặt được. Chứ như cái con dao bé này thì chỉ thái thôi. Vâng. Hôm nọ em mua về em mổ có mỗi cái ức của gà ấy anh ạ. Thế mà nó bị mè mất cái mũi này này. Mình mổ gì chứ? Vâng, đúng. Đó, cái xương nó cứng em mổ này. Là không phải là nếu mà mình mổ mình khẽ lại cái là cái mũi nó mỏng. Đúng rồi. Thế là nó bị mè cái mũi mất. Rút cái túi bóng em xem nào. Dao nhỏ xinh trên đây. Con dao này thái thì ok luôn đó. Thái thịt, thái cái gì đấy thì thích lắm. Cả nhà ơi, em chọn được rồi đây này. Hai con dao. Đủ các loại dao. Thích lắm. Một vài cho em cho chắc chắn đi nhé. Không phải đi dao sợ lắm. Hôm nay chợ chẳng có người mấy. Bánh đúc bạn nhắn rồi. Bánh đúc. Bánh đúc, bánh trưng. Đủ loại. Chị ơi, cho em 20.000. 20.000 nhé. Vâng. Chiều về cho con bé nó ăn. Hôm nay chị em nay chợ chẳng có người mấy gì cả. Bình đi từ đó vào đây nghe vắng tanh. Bà con bây giờ thiếu thốn vậy. Yeah, nấp nữa ở mần ngô. Nấp mần bí à. Kho xín mần ngô này cho họ mần luôn. Đúng rồi. Chị có mần không cho họ mần đi chứ. Đúng rồi. Mua ra quán ăn đấy à. Dọc bên đây là hàng quần áo. Ôi nhà ơi, giờ bà có quần áo. Vào quán quần áo mua cho bé Hương mấy cái quần. Cho à, em Hương 3,5 toàn người bán chẳng thấy người mua gì cả. Ô, cả nhà ơi, ai bán chó con tuột đây. Chó trai. Nhà ơi, giờ vào trong quán tạp hóa mua bánh cho bé Thảo. Ôi chà, mà em đang chỗ táo này. Chỗ táo mẹ Nga xà vào chỗ táo trước kia đã. Rồi mua bánh cho con sau. Sao mà táo người ta làm được đâu mà sớm thế nhỉ? Chắc là bên Lào hay đâu về. Táo mùa này làm gì đâu có quả. Chắc táo đầu mùa ăn đắt nên em mua từng này thôi. Hôm nào rẻ thì ăn nhiều. Ôi mấy dạ, ôi ngon chứ. Chặt cho mở một nửa bím đi ấy. Một nửa về nấu một bữa thôi. Rất là hỏng cân. Nhà ơi, hôm nay mới thấy trứng gà ập dở này. Mọi hôm không có đâu. Lâu lắm rồi đó. Nhà em thích ăn cái món này, nhất là anh Quý. Hôm nay thấy ngon đây thì lấy chuộc về luộc chấm chanh muối. Ôi ăn ngon lắm.
Cả nhà ơi, đi chợ về rồi, giờ em phải đi phơi lúa đây. Lúa hôm nay chỉ cần một nắng cho to nữa là khô khét. Giờ đang mong trời nắng cho to nữa là một hôm nữa là nó nhàn, đỡ bị vất vả mà trời cứ chập chui đây. Khi thì trời trong xanh, khi thì cứ mây đen đi kia. Nên là phơi chẳng chắc chắn gì cả. Nhưng mà mấy bác hàng xóm bên phơi cả rồi, chỉ còn mỗi mình em chưa phơi nữa thôi. Bây giờ phải nên phơi xem nào, chân con nắng này cho nó khô đi rồi mà cất cho gọn gàng. Cứ suốt mấy ngày một cái suốt ngày còn nó ngứa sót lắm. Em tối hôm qua này phơi lúa về đêm mà rồi cái chân của em này nó ngứa ngứa không tài trí đâu, gãi cả đếm sót lúa. Ông đi bớt cỏ về không? Bò này có con mộ ăn không? Ăn chưa đã dừng. Bắt đầu trời nắng to rồi nè. Giờ để hốt cỏ vào đây để phơi lúa. Lúa đây, lúa nhà em đây này. 12 thước mà được 2, 4, 6, 8, 10. 10 ọt, 10 bì nho nhỏ. Hốt hết cỏ này mà quét dọn mới phơi được lúa cả nhà ạ. Ông tưởng em không phơi lúa thế là ông giải cỏ cho nó ráo, thế là cũng ráo được, bây giờ lại phải hốt vào đấy. Lúa này phơi được 2 nắng nó ráo vỏ dưới này, em cứ cho trong bì đến khi bê ra phơi này nó nhàn đấy, nó gọn gàng, chứ mà không đổ vào bì ấy, nó lung tung lắm, gà nó bới xong rồi cục cu nó ăn lắm. Cho trong bì giờ bê ra mỗi tí là xong. Nhiên trời này nắng to đấy ạ. Đi vào sót lắm. Cho bà nội đang cào lúa hộ em. Được câu thì gà nữa. Ăn thì ăn cái bới lung tung đi. Chịu khó, trời nắng cả đến 2-3 giờ chiều nữa là kết thúc mùa. Tại vì năm nay nhà em làm có một nơi, thế nên là ít lúa lắm. Tại vì đi ngoãi cho bé Thảo đi học, với một mình bố bé Thảo không làm được, thế là cho họ làm bí đi hai nơi, còn một nơi để em cấy thêm mà ăn thế thôi. Mẹ cao cho con này về nấu cơm.
Đổ hết rồi là chỉ việc cào thôi. Bà nội cào hộ. Để về nấu cơm hôm trưa rồi. Các anh chị đi học về này. Mình không có rồi tối. Ông bà kéo sớm về không? Dạ. Bà con nông dân đây em. Phải đi kéo xe kéo lấy dơm cho châu bò ăn đó. Mẹ giờ mới về nấu cơm chứ Hương đi học về đó về. Hôm nay sao mà về sớm thì 10 rưỡi là thấy về đâu. Mọi hôm nó có thể 12 giờ mới về nhà. Chắc hôm nay học 4 tiết. Em chưa dám cởi quần áo ra đây nhé. Để quần áo đây em nấu xong rồi nên mà cào đi cào lại cho nó khô đã. Bây giờ cởi ra tí mới để mặc vào. Thế hôm nay nhà em đổi món đây. Anh Toàn nó bảo suốt ngày rau cải thôi muốn chán lắm đó mẹ. Nên hôm nay em mua bim. Bí, à cái trái này là người ta gọi là bim. Ở đây gọi là bim. Bim nào. Quả nó tròn nó to như con lợn cơ. Bằng con lợn nữ yến này. Em ninh xương nấu với nó đi. Thay đổi món cho con một chút. Chứ bắt con ăn rau lắm nó cũng chán. Cái món này thì nhiều đứa thích. Cái vỏ của nó cứng lắm. Tại vì nó già lắm á. Nó có phấn lên này. Thì chính vì nó già nên nó mới mốt mới ngon. Chứ mà non thì đã không ngon rồi. Hôm nay có cái món trứng ấp dở. Sở thích. Nhánh con. Toàn bảo mẹ con không ăn cơm đâu. Con ăn mì tôm ở dưới nhà bạn. Mời cản con cho đây nhắn nhá. Ăn trứng như thế. Thôi được không ăn cái món canh bim, canh bí, xanh đè. Canh cái mát rồi chị ạ. Ăn trứng như đá, ăn pháo sáu. Giờ ra thì em ăn cơm đấy. Mời tất cả mọi người ạ. Hả? Cũng gửi mang. Gửi đi mang. Trứng kìa. Cô đừng có nên không mang cái đỏ. Trứng mới tinh. Cô đớt rồi nha. Ừ, cho đớt tươi là ngày sáng em gặp. Con ơi ăn trứng gà ấp dở thế con ấy. Hả? Không ăn. Trứng này đáng ra là chỉ người lớn ăn thôi. Người ta bằng trẻ qua ăn học rốt. Dột dột rồi chứ này. Con giống cha rốt cả. Mày chả được không? Chả học giỏi em mày. Hỏi con đứa nào nhận giống cha không? Con được không? Nhưng mày hai con Thảo giống giống. Con ăn Thảo giống cao quý không? Thảo nó giống cha thật. Mặt lì ý. Lì. Lì. Bỏ vỏ ra bát luôn á. Bỏ vỏ đây. Bắt cái nếm ảm. Ăn bim ngon lắm. Nốt. Đâu Thảo tự nhiên có được cái cháu ngủ được không? Cha vô năm là nằm lên. Chân đập từ ngực lúng tung rồi là. Lăn mày lăn lở ngu. Mẹ đi cơ ngủ mày á. Hả? Mẹ đi cơ ngủ mày không? Cho con ta đánh đầy người trông nhưng mà sợ nó buồn ngủ. Nó đi ở nhà tí nó ngủ. Tôi đến em hay đi thể dục đánh bóng chuyền. Đây là bé Thảo ở nhà với bố một lúc là ngủ. Tôi hôm đi học đến nay là bạn ngủ sớm lắm. 8 giờ hơn 8 giờ là bạn ngủ. Con ở sân bóng thì đầy người bồng. Nhưng mà không thích bế, không thích bồng cơ, nó cứ chạy xuống chơi. Nước cho mẹ ăn nhé. Anh ăn quả này. Em thích ăn hút nước. Tình cần đứng ra ôm. Nước nó ngó. Con quả chắc.
Mình bảo lần sống mà giờ mua trứng vịt nồi chứ mua về chẳng hay ăn, cất đi phí. Mà thỉnh thoảng cứ thích ăn. Này, cho tôi quả đây đặt này. Thích ăn cái trứng này cảm thấy nó ngon hơn trứng vịt nồi nữa. Sáng giờ đi những bố em đi cái này anh đi luôn, em cho anh Thảo ăn xôi thì chỗ anh đi ra rồi ăn được. Có những cái ông Trương nhỏ Trương họ bảo mời mua rồi ăn một tỏ tí hầu như thế gì những cái mình chế mình cảm thấy mua được thì mình mua thôi kể nhỏ keo nhỏ vậy nó bán được phí sau chỗ vô về nhà sáng thối luôn nhau nào mà những lùng kéo mà kia nó bán tí chứ mà đang nghĩ chứ cái này cứng lắm chứ cho anh ăn chẳng cứng còn còn có cái cho bà muốn giữ rồi để cho bà hai tiền ba quả trứng mình bắt cơm mình nó bắt anh là được. Trời mình cứ sùng xíu đâu. Năm này có phải liền thuốc nó ấy. Trời ba hay liền đậu rộng. Sáng nắng to. Ở phơi cho cô mà cất đi như ông gặt về để ông phơi. Cô cười gió. À, để còn tí cười. Ăn xong tí cười con không nói hết. Đấy, nói. Đã từ thành ngày em ăn xong rồi, giờ để ông chồng tự ăn rồi tí nữa kêu em hương xuống dọn để em đi nằm nấu. Mình gặp mọi người là những video tiếp theo. Em xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.